thức nồng nhiệt chào đón sự kiện ra mắt chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ gốm sứ Minh Nghĩa Quảng Trị ngày hôm nay. Và chia sẻ đến thương hiệu Minh Nghĩa ngày càng khẳng định trên thị trường cả nước, bán hàng khách hàng đạt tín nhiệm cao và đến với công ty một ngày nhiều hơn. Các bạn hàng, các nhà cung cấp cũng như các nhà phân phối của Minh Nghĩa, ngoài gạch ra thì kinh doanh thêm sản phẩm sứ đi. Đây là một điểm nhấn đối với hệ thống của Minh Nghĩa. Như vậy là sự kiện ra mắt chi nhánh công ty gốm sứ Minh Nghĩa tại Quảng Trị chính thức được bắt đầu ngày hôm nay.